Buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cặp đôi siêu phẩm nhà đẹp, giá rẻ, chỉ có hơn 7 tỷ một tí thôi. Một cặp đôi nhà hướng Tây Bắc với diện tích từng căn ngang 5, sâu vào 11m, thiết kế trệt lửng 3 lầu, sẽ có 3 phòng ngủ, trong đó có thể có một phòng master và 4 nhà vệ sinh, có phòng giặt, phòng thờ, sân thượng trước sau. Một cặp đôi siêu phẩm nhà rất là đẹp, rất là đẳng cấp nha quý vị. Xây mới hoàn toàn năm 2023, sổ riêng, hẻm một xẹt sát với trục đường chính Quang Trung thuộc phường 12 Gò Vấp, gần với ngã ba Quang Trung và đường Tân Sơn nha quý vị. Cặp đôi nhà rất là đẹp, rất là đẳng cấp. Đường trước nhà là con đường hẻm một xẹt, hẻm tầm 4,5m, 5m, sát với trục đường chính Quang Trung thuộc phường 12 Gò Vấp, cách đường chính có khoảng tầm 20m thôi. Con hẻm rất là đẹp, xe hơi xe tải ra vào và tránh nhà thoải mái nha, xe hơi thì có thể ngủ trong nhà. Cặp đôi nhà đẹp xây dựng hết đất với diện tích từng căn ngang 5, sâu vào 11m và chú chào giá bán chỉ có 7 tỷ 100 triệu đồng thôi, vẫn còn thương lượng nha quý vị. Cặp nhà rất là đẹp, rất là đẳng cấp, hẻm một xẹt sát đường chính Quang Trung, phường 12 Gò Vấp, gần với ngã ba đường Quang Trung và đường Tân Sơn. Hướng chính là hướng Tây Bắc nha quý vị. Xây dựng hết đất, phía bên ngoài được ốp đá hoa cương, hai bên thì chúng ta sẽ có một lớp cửa cuốn phía bên ngoài, bên trong có cửa nhôm Simfa, xây vuông hết đất luôn. Full tầng trệt sẽ là khu vực gara ô tô và phòng khách nha. Ngang 5 sâu 11m, xây hết 55m² đất. Và nhà mình thì giá bán chỉ có 7 tỷ 100 triệu đồng thương lượng thôi. Dưới thì được ốp sàn gạch 80, hai bên tường thì được sơn nước. Và trên thì chúng ta có đèn chùm, đèn led, thạch cao đầy đủ. Căn nhà thì rất chi là đẹp, rất là đẳng cấp. Và hẻm xe hơi sát đường chính Quang Trung phường 12 nha. Những anh chị, cô chú khách hàng nào quan tâm đến khu nhà đẹp hẻm xe hơi này, chúng ta trực tiếp gọi ngay về tới nhà đất Bắc Hưng nha. Hướng Tây Bắc nha quý vị. Nhà xây rất là đẹp, rất là đẳng cấp và sang trọng. Tặng full nội thất trong nhà, sofa, có tủ giày dép nón bảo hiểm phía bên này. Đấy. Dưới ốp gạch 80, gạch nhám, hai tường thì được ốp gạch và sơn nước dán trên tường. Phía trong đây sẽ là khu vực phòng toilet và cầu thang thì đưa về cuối tường đi lên. Căn nhà thì cũng rất là đẹp và kiên cố nha quý vị. Đang chờ anh chị đến mua và sở hữu thôi. Và giá giao bán chỉ có 7 tỷ 100 triệu đồng thôi nha anh chị. Cầu thang thì được ốp đá hoa cương sa mạc, đúc rộng tầm 90 và chạy đèn led nha. Tay vịn gỗ gò đỏ, kính sử dụng lan can là sắt đặc sơn trắng nha. Phòng bếp của chúng ta sẽ được ốp gạch giả gỗ theo kiểu xương cá. Và có tặng một cái bộ bàn ăn 6 ghế ở đây, có kệ tivi. Và đối diện thì tủ bếp sử dụng gỗ an cường phủ acrylic, có bếp điện tử, máy hút khói. Đấy, rất đẹp, rất đẳng cấp nha anh chị. Giá chỉ có 7 tỷ 100 triệu đồng thôi. Anh chị, cô chú khách hàng nào quan tâm đến căn siêu phẩm nhà đẹp này, trực tiếp gọi ngay về tới nhà đất Bắc Hưng nha. Và chúng ta xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông YouTube để theo dõi những video mới nha anh chị. Phần đó là đây là con nhà hẻm một xẹt xe hơi sát đường chính, giá rất là hợp lý, chỉ có 7 tỷ mốt thôi và còn vẫn còn thương lượng nữa nha anh chị. Chúng ta thoải mái trả giá nha. Di chuyển lên khu vực lầu 1 sẽ đến với phòng của master. Cầu thang thì làm rất là rộng, rất là thoải mái đi lại. Nhịp thấp. Lầu 1 thì một là lầu một phòng, phòng rất là lớn luôn. Chúng ta sẽ có giường, tủ, nệm, ga giường, giường 2m nha quý vị. Trên thì được lắp đèn chùm. Đấy, với giá bán cực kỳ rẻ thôi. Có ban công đằng trước đúc 1,2 m, cửa nhôm Simfa, rèm cửa đầy đủ. Đấy, giá rất là rẻ nha quý vị. Giá anh chủ nhà giao bán chỉ có 7 tỷ 100 triệu đồng. Anh chị nào nếu mà thích sở hữu căn nhà này, chúng ta gọi trực tiếp về tới em Hưng nha. Gọi ngay vào luôn nha quý vị. Thiếu máy lạnh. Nhà rất đẹp, rất rộng rãi luôn. Phòng ốc to. Phòng master do vậy phòng rất là to. Nhà vuông, xây hết đất luôn. Toilet nhà này thì có khu vực xông hơi. Có phòng xông hơi nha, có 485. Đấy, gạch ốp cao lên đụng trần. Vò sen 2 cái. Là vò bù đầy đủ nha. Đấy, căn nhà rất đẹp, rất là sang. Giá cực kỳ là bình dân. Và di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với khu vực lầu 2, phòng ngủ số 2, số 3 nha quý vị. Trên này phòng ngủ cũng đã được bố trí giường đệm, tủ quần áo, thiếu máy lạnh, có đèn chùm. Đấy,
Phòng rất là đẹp luôn nha anh chị. Anh chị cô chú khách hàng nào quan tâm, chúng ta hãy alo ngay về tới em Hưng nha. Như thả like ủng hộ em. Đây là phòng số 3. Có hết sẵn hết rồi, anh chị về ở thôi. Dạ quá là rẻ nha quý vị. Ban công đúc 1m2 đường trước. Nhà thì rất là đẹp nha anh chị. Đây, vị trí sát đường chính, đi lại thuận tiện. Toilet làm rất là rộng nha. Đây, toilet làm rất là rộng luôn. Đây, đầy đủ, rất là xịn sò. Di chuyển lên trên sẽ là khu vực phòng thờ, sân thượng, trước giặt phơi đồ. Đây, khu vực để máy giặt này. Đây, để máy giặt ở phía trong này. Phía ngoài này sẽ là phòng thờ. Và phía ngoài cùng sẽ là khu vực sân thượng. Chúng ta trồng cây, phơi đồ. Thì phòng thờ này hoàn công xong thì chủ nhà sẽ làm luôn nhá. Đang chuẩn bị làm phòng thờ ở đây. Đấy, đang chuẩn bị làm nha quý vị. Đang lắp đèn và làm khung để làm phòng thờ. Video của em Hương đến đây là kết thúc rồi. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.